chào quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi tái đàn heo Hạn chế tính dụng đen tại Việt Nam Mỹ, Trung Quốc ký thỏa thuận vào đầu tháng 1 2020 <laughs> Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công gian gửi các doanh nghiệp về chăn nuôi tái đàn heo. Theo đó, để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh dịch tả heo châu Phi, kiểm soát được nguồn cung và giữ ổn định thị trường mặt hàng thịt heo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi heo tổ chức nuôi tái đàn thận trọng hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi về việc tái đàn trong chăn nuôi heo. Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn heo, tổ chức chăn nuôi sản xuất đảm bảo bình ổn giá, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về nguồn cung và giá mặt hàng heo thịt để người sản xuất và tiêu dùng biết tránh hiện tượng căm hàng thổi giá lên cao bất thường tuyệt đối không tham gia tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển giết mổ buôn bán trái phép các sản phẩm thịt heo qua biên giới giữa Việt Nam và các nước. Trong quá trình thực hiện, nếu có dướng mắt đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phối hợp giải quyết. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khởi động triển khai dự án hiện đại quá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu gian biển. Sau gần 30 tháng thực hiện các bước theo quy trình, dự án hiện tại quá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu gian biển đã chính thức được Thủ tướng phê duyệt. Dự án có tổng kinh phí 195 triệu đô la Mỹ, trong đó chốn chai ngân hàng thế giới 150 triệu đô la Mỹ và chốn đối ứng của chính phủ Việt Nam 45 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện quản lý rừng gian biển tại 257 xã của 47 huyện thuộc các tỉnh Duyên Hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó đặt mục tiêu tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dân. Việc cải thiện phục hồi rừng tại các địa phương này sẽ góp phần bảo vệ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng dân biển hiện tại và quy hoạch trong tương lai. Sáu tỉnh ở chung Bắc Trung Bộ có diện tích rừng lớn, nhiều tiềm năng để phát triển lâm nghiệp, đặc biệt với những thắng cảnh đẹp và nhiều cảng biển, dự án sẽ góp phần tạo tiềm năng phát triển kinh tế xanh và du lịch sinh thái cho khu vực. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án của các nhà đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký gần 800 triệu đô la Mỹ. 9 dự án vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh gồm một dự án của nhà đầu tư có vốn nước ngoài đến từ Hồng Kông Trung Quốc, còn lại các dự án của 8 nhà đầu tư trong nước dự án của nhà đầu tư Hồng Kông với số vốn đăng ký 650 triệu đô la Mỹ, xây dựng nhà máy sản xuất và thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển có công suất thiết kế hơn 3,5 triệu sản phẩm mỗi năm. Tám dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 141 triệu đô la Mỹ thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, big data, công nghệ sinh học. Thưa quý vị, Mặc dù giá không hề rẻ, nhưng những cây thông thật được nhiều khách hàng lựa chọn cho mùa Noel năm nay theo các đơn vị nhập khẩu, thông thật được bỏ lại, đóng hộp gỗ và cho ngủ đông với nhiệt độ thấp để nhập vào Việt Nam. Chi phí vận chuyển cao, giá sản phẩm cũng tăng so với mọi năm, nhưng người tiêu dùng lại rất hài lòng. Các cửa hàng kinh doanh cho biết năm nay, loại thông có chiều cao 1,2m được ưa chuộng nhất. Đây cũng là nhóm được khách hàng gia đình mua phổ biến. Loại này được nhập từ Mỹ có giá dao động 3-10 đến triệu đồng một cây, bao gồm chân đế, gói phụ kiện trang trí tùy chọn và có thể giữ sự tươi mới trên một tháng. Các dòng thông trên thuộc loại được dùng nhiều ở châu Âu qua nhiều đời, mùi của chúng nhẹ nhàng không nồng như những loại khác và là sự lựa chọn hợp lý cho nhiều gia đình dị ứng và nhạy cảm với mùi điển hình của cây. Nhóm cây có chiều cao 2 đến 5 m đa phần phù hợp theo yêu cầu của nhà hàng khách sạn. Giá thành dao động vào khoảng vài chục triệu đồng một cây. So với năm ngoái, giá thông thật năm nay tăng 5%. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Thanh long đang tăng giá lên 15.000 đồng một ký, gấp đôi so với cách đây 2 tháng do có thể còn đắt hơn nữa vào sát Tết. Gần 2 tuần qua, giá thu mua thanh long, loại trái cây xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Thuận đã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu vụ trong đàn. Mức giá từ các dựa chuyên thu mua thanh long trong vài ngày trở lại đây dao động ở mức 10.000 đồng đến 12.000 đồng một ký. Đối với những trường có tỷ lệ trái lớn từ 90% trở lên, được mua mức 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Mức giá này cao gấp đôi so với thời điểm đầu vụ trong đàn 2019. Giá thanh long có chiều hướng tăng trở lại là tín hiệu vui cho người nông dân, trong khi những ngày cuối năm, lượng trái xuất bán dự kiến sẽ còn tăng nhiều do người trồng đón đầu vụ Tết Nguyên Đán. Theo đà tăng của thịt heo, các mặt hàng thịt tư sống như gà, bò, thủy sản cũng tăng từ 10 đến 20% so với trước. Theo khảo sát tại một số siêu thị và cửa hàng tiện lợi cho thấy, giá gà ta nửa con hiện đang ở mức 92.500 đồng một ký. Cánh gà công nghiệp có giá 48.900 đồng một ký, đùa gà thấu khớp có giá 48.500 đồng một ký. Cánh gà lạp 87.000 đồng một ký, còn thịt phi lê bò nội 280.000 đồng lên 290.000 đồng một ký, bò đùi từ 240.000 đồng lên 250.000 đồng một ký, bò cân 200.000 đồng lên 210.000 đồng một ký một số loại thủy sản cũng đang chứng kiến tình trạng tăng giá nhẹ. Tâm sú, tâm bạc tăng thêm 10.000 đến 20.000 đồng một ký mỗi loại. Các loại cá biển cũng đồng loạt tăng thêm 10.000 đồng một ký. Bộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm trước, trong và sau Tết để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, không để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội đồng thời yêu cầu cục quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết. Tăng cường kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng quán dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Cần có một chương trình quốc gia để xử lý chấn nạn tín dụng đen. Thưa quý vị, đó là nội dung được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia Hạn chế tín dụng đen tại Việt Nam do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo thống kê, đã có 1,178 vụ phạm tội hình sự liên quan đến tín dụng đen. Trong năm ngoái và năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã thụ lý điều tra 353 vụ, 768 bị can liên quan đến lĩnh vực này tín dụng đen đang là vấn nạn gây mất trật tự an toàn trong xã hội. Hoạt động tín dụng đen nó như là cái cướp này nó để lại những các cái hậu quả rất là nghiêm trọng Đấy, từ các cái vụ án giết người, rồi cướp, cưỡng đoạt tài sản, rồi lừa đảo, rồi lạm dụng tín nhiệm v.v. Để tuyên chiến với tín dụng đen, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Thông đốc cũng đã ban hành quyết định 1178 về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai chỉ thị 12. Các ngân hàng đã thực hiện nhiều sản phẩm dịch vụ để người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn, hạn chế tín dụng đen. Mặc dù là tín dụng đen là nằm ngoài các cái hoạt động chính thống của các ngân hàng, nhưng mà ngân hàng lại cũng có một trách nhiệm đó là trách nhiệm về mặt xã hội bởi vì ngân hàng là đáp ứng cái nhu cầu uh, vay vốn cần thiết của các đối tượng mà đặc biệt đó là có thể là đối tượng cá nhân vay tiêu dùng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là những cầu lớn hơn đó là những cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh uh, của về về phát triển kinh tế đất nước. Các chuyên gia cho rằng để hạn chế tín dụng đen bên cạnh các chính sách chỉ mô cần thay đổi nhận thức vay mượn của người dân và đặc biệt phải có các hình thức đáp ứng nhu cầu vay mượn nhỏ lẻ. Đấy là cung cầu về vốn ở trên thị trường. Trừng à, nào mà các ngân hàng thương mại hay là các tổ chức tín dụng chính thức chưa đủ phát triển để đáp ứng nhu cầu vốn cũng như là nhu cầu tài chính cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là những khu vực dân nghèo ở thành thị hay là ở nông thôn thì chừng đó vẫn còn cái sự uh, cơ hội cho vẫn còn những cơ hội cho sự tồn tại của của tín dụng đen. Tại hội thảo các chuyên gia cũng thống nhất để hạn chế tín dụng đen, các đơn vị tín dụng như ngân hàng phải đóng vai trò dẫn chắc để giúp hệ thống tín dụng được minh bạch và người lao động có thu nhập trung bình thấp với những điều kiện của mình có thể tiếp cận được vốn để sinh tồn. Tình kinh tế tài chính thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin vừa cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào đầu tháng 1 năm 2020. Thỏa thuận này đã được quan tất dịch đang trong quá trình chỉnh sửa kỹ thuật. Theo ông Mnuchin, thỏa thuận thương mại đã được thể hiện bằng văn bản, biên dịch và sẽ không còn phải trải qua bất cứ cuộc đàm phán lại nào. Hiện mọi sự tập trung đang được dồn vào việc triển khai thỏa thuận giai đoạn 1, cho phép tăng cấp đôi lượng hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó, ông Nucin bày tỏ tin tưởng về Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sẽ đóng góp thêm 0,5 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 2 năm. Airbnb đã giành được thắng lợi pháp lý quan trọng tại Liên minh châu Âu khi được tòa án công nhận là một nền tảng trực tuyến, không phải là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tòa án công lý châu Âu cho biết chấp nhận lập luận của Airbnb về loại hình doanh nghiệp, giới việc được coi là một nền tảng trực tuyến. Airbnb sẽ tránh được việc phải tuân thủ các quy định khắc khe trong lĩnh vực bất động sản tại EU. Tuy nhiên, điều này đã giúp phải sự phản đối dữ dội từ Hiệp hội Lưu trú và Du lịch chuyên nghiệp Pháp, đơn vị đã khởi kiện Airbnb. Hiệp hội này đang lên tiếng kêu gọi giới chức Pháp cần sớm có những thay đổi về mặt luật Pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực cho thuê phòng. Việc giành chiến thắng trong vụ kiện lần này đặc biệt có ý nghĩa với Airbnb, bởi Pháp đang là thị trường lớn thứ hai trên thế giới của hãng chỉ sau Mỹ. Chỉ riêng tại Paris đã có tới 65.000 cơ sở lưu trú hợp tác với Airbnb. Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cũng đã đồng ý hợp tác với Airbnb trong việc cung cấp phòng trọ cho Olympic Paris 2024. Ngày 20 tháng 12, tòa án liên bang Australia đã phạt hãng sản xuất ô tô Volkswagen 125 triệu đô la Australia, tương đương 86 triệu đô la Mỹ, liên quan bê bối gian lận phát thải khí từ các xe động cơ diesel. Theo tòa án liên bang Australia, mức phạt 75 triệu đô la Úc ban đầu mà Volkswagen đã nhất trí với cơ quan giám sát người tiêu dùng của Australia là không thỏa đáng. Do đó, tòa án này đã đề nghị mức phạt lớn nhất từ trước đến nay tại Australia về việc Volkswagen đã vi phạm các quy tắc người tiêu dùng. Volkswagen cho biết trong những tuần tới, hãng này sẽ đưa ra quyết định liệu có kháng cáo phán quyết trên của tòa án liên bang Australia hay không. Volkswagen là hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Đức, sở hữu những thương hiệu nổi tiếng từ cao cấp như Audi cho tới dòng xe bình dân như Skoda. Năm 2015, tập đoàn này trở thành tâm điểm chỉ trích do bê bối dàn lợn khí thải lớn chưa từng có trong lịch sử tồn tại của hãng. Volkswagen thừa nhận 11 triệu động cơ diesel lắp đặt trong các xe lưu hành trên thị trường toàn cầu, sử dụng phần mềm phản ánh không trung thực lượng khí thải ra môi trường. Trong số này có 57.000 xe được xuất khẩu sang Australia trong giai đoạn 2011-2015. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.